Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2021. Thời gian qua, với tinh thần xung kích, dấn thân, thanh niên Đà Nẵng đã có nhiều hành động thiết thực, việc làm ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Những tấm gương thanh niên sống đẹp đã và đang truyền những nguồn năng lượng tích cực cho cộng đồng. Với ước nguyện góp một phần nhỏ bé để Đà Nẵng nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, xuyên suốt các đợt dịch vừa qua, các thành viên của câu lạc bộ xe bán tải thành phố Đà Nẵng đã không ngại gian khó, hỗ trợ hơn 32.000 chuyến xe miễn phí vận chuyển nhu yếu phẩm, thiết bị, vật tư y tế, lương thực thực phẩm đến với người dân Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, cũng như vận động nguồn lực để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Họ cũng là những người đã thường trực ngày đêm cùng với các lực lượng chức năng của thành phố hỗ trợ nhu yếu phẩm, sửa xe cho gần 2.000 người dân từ các tỉnh phía Nam về quê qua địa phận Đà Nẵng. Tất cả anh em của câu lạc bộ cũng đều muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người để cùng nhau chung tay giúp đỡ cho mọi người dân, giống tình cảm tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, và cũng cố gắng để cho mọi người cùng nhau xây dựng một thành phố Đà Nẵng tốt đẹp hơn. Anh Khoa là một trong số 65 cán bộ hội, hội viên, y bác sĩ, chiến sĩ, công an, bộ đội, doanh nhân, công nhân có thành tích xuất sắc, là những tấm gương đã tạo cảm hứng cho cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Vinh dự được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống hội. Qua đó, truyền đi thông điệp về sống đẹp, sống có ích trong thanh niên. Đối với tôi thì giải thưởng này nó là sự khích lệ cho những cái cống hiến cũng như là cái cố gắng trong thời gian trước đây, và hy vọng trong thời gian tới bản thân tôi vẫn luôn nỗ lực cố gắng đi đầu trong cái mọi công việc của bệnh viện cũng như mọi công việc của ngành y tế Đà Nẵng để có thể chiến thắng được dịch bệnh. Có thể nói, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả, những phong trào, chương trình hành động của Hội Liên hiệp Thanh niên trong thời gian qua đã giúp mỗi thanh niên, dù ở đâu, làm bất cứ việc gì, cũng tận tâm cống hiến, phát huy sức trẻ. Chúng tôi mong muốn rằng thông qua cái hoạt động tuyên dương này thì góp phần cổ vũ cái tinh thần sống đẹp, sống vì cộng đồng của các bạn trẻ thanh niên thành phố, cũng như là mong muốn rằng là trong thời gian tới thì tiếp tục có nhiều những cái tấm gương sáng trong cái hoạt động công tác thanh niên của thành phố để có thể là giúp đỡ nhiều hơn nữa cho cộng đồng và đồng hành với thành phố và nhân dân thành phố trong vấn đề là vượt qua những khó khăn của dịch bệnh. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục có các chương trình hành động hướng đến mục tiêu cổ vũ thanh niên xây dựng, hình thành lối sống đẹp, khích lệ và bồi dưỡng ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của thanh niên thông qua việc rèn luyện bản thân, sống có trách nhiệm, cống hiến cho đất nước, quê hương.